Đây là két sắt size 18 bạn nhé. Mở ra này. Mở ra này. Đổi mật khẩu phía sau nhé. Gạt cái nước B này. Xoay mật khẩu đi chỗ mới này. 333. Đó, mở ra. Gạt cái A nó sẽ lưu mật khẩu lại. Đấy, vậy là sang mật khẩu mới rồi. Xoay. Đó rồi. Đó. Ok.